Bó tay, bà cụ Việt Nam đưa trái cây cho các chú bộ đội Cụ Hồ mà bất ngờ khiến cõi mạng xứ Trung phát sốt. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh tượng đơn giản thường thấy tại Việt Nam. Đó là bà cụ già đưa trái cây cho các chú bộ đội đang nghỉ giải lao. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đoạn video trên không được đăng lên trang Tẩu In của Trung Quốc và mọi người dân nơi đây lại tưởng nhầm rằng bà cụ là người Trung Quốc. Còn hàng rào kia là hàng rào dây thép gai ngăn cách hai nước. Ngay lập tức nhiều người đã bình luận vô cùng bất bình. Người Trung Quốc luôn tốt bụng vậy đó. Bà ơi, bà nên đến Nghĩa trang Liệt sĩ để gặp các anh hùng nước ta đã hy sinh thay vì làm những việc như thế này. Bà già này thông minh đấy, bà đối xử tốt với họ. Sau này khi xảy ra chiến tranh, bà sẽ được an toàn. Thậm chí một số người còn ác miệng và gay gắt cho rằng nên xử lý thật nghiêm minh và chấn áp những người đã cung cấp thực phẩm cho bộ đội Việt Nam. Bên cạnh đó, những người khác tỉnh táo hơn đã đính chính lại rằng đây không phải là hàng rào thép gai biên giới và đó chỉ là một hàng rào bình thường mà thôi. Bà cụ này cũng là người Việt Nam. Vậy nên việc bà đưa đồ ăn cho bộ đội Việt Nam thì đâu có gì phải bàn cãi. Đúng là bó tay với người anh em nước bạn, đến cái hàng rào mà họ tự xây nên, người dân nước họ còn chẳng nhận ra nữa cơ. Cả nhà nghĩ sao về câu chuyện hài hước này? Chia sẻ cùng Thám TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những câu chuyện thú vị nhé.